Hello, welcome back. Hôm nay chúng ta chơi tám trò với game Sushi Run. Trời, Jin đây bị cua vào người này. Màn này nó nhanh nhé. Ôi. Hai. Đây chúng ta sẽ trang cho Sonic. Con không làm phiền à? Đấy, âm nhạc nó to thì phải chịu thôi. Bật nhỏ bật. Được chưa? Chấm. Đây có những cái con cua máy này. Nó đúng rồi đây. Không phải mưa đâu, đây là tiếng bước chân của Sonic ấy. Ôi. À, đâu mặt rồi rồi. Chúng ta sẽ chơi game Tom Run. Đấy, mèo nè, mèo nè. Mèo Tom nè. Mèo Giáng sinh, sao nhất là Giáng sinh. Ôi. Đây là ông mèo, mèo ông già Noel Santa Claus.
Nhật. Cái mũ của mèo này là đẹp nhất, mũ nai, mũ hươu đẹp này, tuần lộc, mũ tuần lộc. Là cái mũ khác của mấy nhân vật khác xấu. Ok, chúng ta sang xây ra Lady. Chúng ta chơi Tom Atemoran. Cái gì thế này? Con hướng dẫn thế này. Bye. Trời, sao lại đi đường ý không biết.
Chúng ta chơi My Tom. Ngày Tom sau khi ăn thuốc tăng trưởng thì to vãi rồi. Mất hình luôn. Và chúng ta có cái sự kiện gì soi nhé. Rồi lặn lặn dưới đáy biển à? Tìm mình con pet mình hay chơi cùng đấy thôi. Ui tưởng thế nào, cái này có nhiều cái lắm. Tắm quên chưa tắm mà. cái này phải thế nào nhỉ? Chuẩn men, cuối cùng qua được cái màn. Ôi à, chúng ta không ấy được, không vượt qua này được. Thank you.
này mới khó này. Ôi. Cho mèo. Rồi, nghỉ rồi, nghỉ sang game khác rồi. Chơi Sonic Racing. Chúng ta đã vào game Sonic Racing. Ủa, chúng ta xếp thứ 6. Lực phóng nhanh quá. Lái xe có thật đấy. Bãi đồng đội kiểu gì mà để mình xếp tiếp cuối này. Chúng ta xếp thứ 4 rồi. Còn một vòng nữa. Hay quá. Ôi, đùa thích thế nhỉ.
Chơi thứ ba rồi. Chơi thứ ba. Đấy chơi gì vậy? Rồi nào. Quay lại đây để nói chuyện. Tinh nhân nan ju ju tu tu tu. Cho mèo hay anh, à cho chó anh hả? Ăn bất đắc dĩ luôn. Ta hết hạt giống rồi. Ông thanh này đâu ấy. Cứ bị chém này. Chúng ta đang bị trô ra bã. Hết cái mạch chơi này thì là thua này. Ông chùm đó, đây là ông chùm to.